Rất nhiều người di chuyển trên phố Trịnh Hoài Đức sáng nay đã phải tò mò khi nhìn thấy cảnh rất đông người hâm mộ xếp hàng rộng rắn trước cửa bán vé của khán đài A, sân vận động Hàng Đẫy để mua vé xem trận đấu Hà Nội FC gặp Slovan Nghệ An diễn ra vào tối ngày mai. Tò mò cũng phải thôi, bởi rất lâu rồi Hà Nội mới lại có không khí bóng đá nóng bỏng đến như vậy. Tất nhiên, nhanh nhạy và huyền náo nhất vẫn là dân phe vé, vốn là một đặc sản ở phố Trịnh Hoài Đức. Điều này cũng chứng tỏ một điều, cuộc đối đầu giữa Hà Nội FC và Slovan Nghệ An luôn chứa đựng sự hấp dẫn cả trên sân cỏ lẫn khán đài. Khá nhiều vé của trận đấu này đã lọt vào tay đội ngũ phe vé, nhưng cũng có không ít các cổ động viên đã nhẫn nại xếp hàng từ sáng sớm để sở hữu cho mình một tấm vé vào sân xem Hà Nội FC và Slovan Nghệ An thi đấu. Em cũng đến đây từ rất là sớm để đứng chờ mua vé. Và thực sự thì tất cả các cổ động viên của hai đội cũng rất là phấn khích và cũng rất là nhiệt tình để xếp hàng từ sớm để mua được vé vào sân xem trận đấu. Thì chắc chắn là sẽ lọc, bởi vì là hai đội đều coi như là muốn đứng đầu trong coi như là vòng của năm nay. Thế nên là những các cái trận như thế này là chúng tôi không những được đi tới tận đây xem, thế nhưng mà ngay như ở nhà cũng phải phục vụ, cũng phải chờ vô tuyến đến hàng tiếng hồ để mà xem. Còn đối với các cổ động viên Slovan Nghệ An khu vực phía Bắc và Hà Nội, họ đang lên kế hoạch để biến sân Hàng Đẫy thành sân nhà của Slovan Nghệ An trong trận đấu vào tối mai. Theo dự kiến, hàng ngàn cổ động viên Slovan Nghệ An sẽ phủ vàng khán đài B của sân vận động Hàng Đẫy để cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng. Những ngày qua, hội cổ động viên Slovan Nghệ An ở Hà Nội đang tích cực phân phát vé cho các hội viên của mình ngay tại sân, kèm theo cờ, băng rôn, áo thi đấu. Với sự cuồng nhiệt đến từ các cổ động viên Slovan Nghệ An, hy vọng thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng sẽ được tiếp lửa và thi đấu tự tin trước chủ nhà Hà Nội FC. Không để người hâm mộ xứ Nghệ là phải mua vé với cả giá đắt. Đấy. Và bọn em muốn phủ kín cái khu vực khán đài và ban tổ chức sân dành cho bọn em khoảng gần 3.000 vé. Đấy. Thì song song với cả cái việc tổ chức bán vé thì bọn em cũng tổ chức các cái hoạt động bán các cái phụ kiện cổ vũ như là cờ caro rồi băng rôn. Và sống ở trong cái quá trình tổ chức đấy thì bọn em cũng là có rất là nhiều đại cơ đấy để tạo cái hình ảnh đẹp và chuyên nghiệp cho cổ động viên Slovan Nghệ An. Gặp Hà Nội FC vào thời điểm đội bóng thủ đô đang trở lại mạnh mẽ trong cuộc đua vô địch chắc chắn sẽ là một khó khăn rất lớn cho đội bóng xứ Nghệ. Nhưng với sự trợ giúp không hề nhỏ về tinh thần từ những cầu thủ thứ 12 trên các khán đài của sân Hàng Đẫy, cùng với tinh thần vượt khó của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng, hy vọng Slovan Nghệ An sẽ có được kết quả tốt nhất trước đội chủ nhà vào trận đấu tối mai, qua đó khẳng định sức mạnh của dàn cầu thủ đang vào form cũng như quyết tâm duy trì vị trí ở top đầu tại V-League 2022.